Chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh Gấu Kute. Hôm nay Gấu mời các bạn cùng vào bếp với Gấu ha. Chúng ta cùng làm một loại nước uống rất là quen thuộc của giới trẻ hiện nay. Đó là trà sữa thạch phô mai Sting và trà sữa thạch phô mai Mirinda. Hôm nay Gấu rất là siêng. Gấu muốn làm cái loại nước trà sữa này cho cả gia đình uống và hướng dẫn các bạn luôn ha. Giờ nguyên liệu của Gấu gồm có sữa tươi ha. Cái này là mình dùng sữa tươi có đường. Cái này là một bịch trà Lipton ha. Phô mai, một hộp phô mai. Đây là rau câu ha. Cái này tạp hóa nào cũng có bán nha các bạn. Bạn mua loại rau câu này nè nha. Sting, Mirinda. Cái loại nước này nó sẽ có màu xanh ha, rất là đẹp. Giờ Gấu sẽ bắt đầu làm nha cả nhà. Giờ Gấu sẽ bắt đầu làm trà sữa trước tiên ha. Mình sẽ lấy hai gói trà ở trong này ra. Mình sẽ chế nước sôi vào nha cả nhà. Đây, mình sẽ sử dụng hai gói trà. Mình sẽ cho một chút xíu nước nóng vào đây. Đây, như thôi nha cả nhà. Gói trà Lipton của mình đã ra hết nước trà rồi nè cả nhà. Mình sẽ được bao nhiêu trà nha. Cái này là rất là đậm đặc luôn. Mấy bạn đừng chế nước nhiều quá, nó sẽ bị loãng trà ra nha. Trà nó không có nhiều mùi thơm, nó không có ngon. Như vậy là được rồi nè. Bây giờ mình sẽ cho sữa tươi vào đây ha. Cái phần sữa tươi này mấy bạn cho bao nhiêu thì tùy thích mấy bạn ha. Mình sẽ đổ trực tiếp vào đây luôn. Mình sẽ dùng nhiêu sữa nha. Để cho vào trà sữa này 2 muỗng đường. Rồi. Mình sẽ quậy lên. Giờ mình sẽ làm thạch phô mai Sting nha cả nhà. Mình sẽ chế Sting vào son ha. Mình đợi nó lắng bọt xong rồi mình sẽ cho cái bột rau câu của mình vô. Đây, mình sẽ cho một muỗng bột rau câu vô ha. Mấy bạn cho một muỗng bột rau câu nha. Một muỗng cà phê ấy. Mình sẽ quậy đều lên. Mình phải quậy đều nha, để nó bị đóng cục quá. Cái phần phô mai này mình sẽ bỏ vào trong cái khay ha cả nhà. Mình sẽ dùng cái muỗng đó, mình sắn một cục. Mình bỏ vào trong này ha. Nhà mình không có khay làm rau câu á, nên mình dùng cái khay nước đá. Mình sẽ bỏ vào trong đó. Cái phần rau câu của mình nè, nó hơi sôi lên là mình tắt bếp được rồi ha cả nhà. Nè, giờ mình sẽ tắt bếp. Mình sẽ chế cái phần rau câu này vào phô mai. Phần còn lại mình sẽ để vào trong này ha, trong cái khuôn nước đá bên này. Cái phần Mirinda này thì mình cũng sẽ tiếp tục làm giống như xì tin vậy, nhưng các bạn mình sẽ chế trực tiếp vào đây luôn. Mình sẽ cho vô đây một muỗng cà phê, bột cao câu nữa nha. Một muỗng cà phê. Mình sẽ quậy đều lên. Mình cũng sẽ đun sôi y hệt như xì tin luôn nha. Cái phần rau câu Mirinda của mình như vậy là được rồi nha cả nhà. Mình sẽ tắt bếp nha. Giờ mình sẽ đổ cái phần Mirinda này vào trong rau câu. Hai nhà mình hết khay rồi, mình sẽ dùng đỡ cái khay này. Cái thạch rau câu của mình nó đã đông đặc lại rồi nè cả nhà. Bây giờ mình sẽ lấy nó ra nha. Mình sẽ dùng một cái tăm nhọn, mình nhích nó ra thôi. Đây, rất là dễ lấy ha cả nhà. Gì vậy? Ừ. Gì? Ăn đây. Gì con? Gì vậy? Mẹ bảo con lấy. Thấy đẹp không? Đẹp. À, mẹ mày làm rõ không? Gì vậy? Giờ mình sẽ lấy cái phần này ra luôn nha cả nhà. Mình sẽ để vào dĩa. Mình sẽ ập nó vào vậy ha. Đây, cả nhà thấy không? Rất là đẹp nha. Bây giờ mình sẽ cắt ra. Giờ mình sẽ pha trà sữa nha. Cái phần trà sữa này lúc đầu tiên là mình đã pha rồi nè. Giờ mình sẽ để đá vào trong này ha. Mình sẽ để đá vào đây. Bà cái này vô. Bảo cái này vô luôn. Để đây mẹ làm cho con. Lát mẹ cho con uống. Đây mình sẽ đổ vào đây thôi. Mình để đá vào đây. Xong. Mình sẽ cho cái thạch này lên trên ha. Rồi, mình tiếp theo mình sẽ cho cái thạch Mirinda này lên luôn. Rồi, mình sẽ để cái thạch Mirinda này lên. Này con hùng mẹ. Ừ. Thôi con đừng có. À, vậy là mình đã xong một ly trà sữa rồi nè cả nhà ơi. Vậy là gấu đã hoàn thành xong cái món trà sữa thạch phô mai Sting và thạch phô mai Mirinda rồi nè. Cả nhà thấy sao? Cho gấu ý kiến nha. Cái thạch của mình á, ăn nó mềm mềm, nó béo béo vì phô mai. Còn trà sữa thì nó thơm mùi Lipton, ngọt ngọt. Nói chung là rất là ngon luôn nha cả nhà. Nếu cả nhà thấy video của mình hay thì cho mình một like và đăng ký dùm cho mình ha. Cảm ơn cả nhà nha. Chúc cả nhà luôn nấu ăn ngon và thành công với món trà sữa thạch phô mai này. Bye bye cả nhà nha. Hẹn gặp lại.